Em sườn lại lên sóng một chiếc xe với khung giá chỉ hơn 500 triệu để gửi tới quý anh chị tham khảo qua màn ảnh với khung giá tầm tiền ngoài 500 triệu. Quý vị đã có thể lựa chọn một chiếc xe gầm cao với năm sản xuất 2016 bản 2.5 số tự động một cầu quý anh chị nhé. Chiếc xe thì chỉ lăn bánh hơn 5 vạn km và mang biển số gốc thành phố. Nếu như quý anh chị về Hà Nội thì sẽ không mất 20 triệu tiền biển, và về tỉnh thì cũng chỉ mất 2% thuế quý anh chị nhé. Chiếc xe này thì nếu như sang tên chỉ mất khoảng đâu đó khoảng 5 đến 6 triệu quý vị nhé, và giá đang chào bán bên em cũng chỉ hơn 500 triệu, một mức giá rất là tốt. Thì mời quý anh chị đi một vòng ngoại thất nội thất để chúng ta kiểm chứng chiếc xe này và cân đối giữa đồng tiền và chiếc xe có hợp lý với quý anh chị hay không quý anh chị nhé. Với chiếc xe này thì ngoại thất màu trắng, một màu rất là đẹp và rất là trung tính quý anh chị nhé. Với đời 2016 mà chiếc xe chỉ chạy hơn 5 vạn km và với chủ cũ thì cũng khá là giữ chiếc xe, vì vậy nên là mọi cái còn khá là mới, khá là ổn, khá là ok quý vị nhé. Nước sơn thì cũng còn zin rất là nhiều, chưa bị tuốt táp nhiều đâu quý anh chị nhé, cho đến từ mặt ga lăng hay mọi góc cạnh ạ. Đó, tôi cũng pha đèn, mọi cái còn rất là mới. Theo em cảm nhận thì với chiếc xe đời 2016 còn được như này là chủ xe thì quá là giữ quý anh chị nhé. Lốp mà còn theo xe này, la răng thì cũng chưa bị trầy xước nhiều. Một chiếc xe khá là ấn tượng với năm sản xuất 2016, khi chủ xe đi quá là giữ xe và lên quá là nhiều đồ chơi quý anh chị nhé. Một bô răng carbon này với cam hành trình, màn hình hay là hiển thị tốc độ hay là cam sườn, với chủ xe khá là yêu chiếc xe nên là lên khá là nhiều option cho em nó. Và từ ghế da hay những đấm số vô lăng hay mọi góc cạnh quý anh chị quan sát thì chúng ta sẽ cảm nhận được về cái độ mới của chiếc xe này. Một chiếc xe 2016 nhưng còn quá mới quý anh chị nhé. So với đời thì chiếc xe này là một chiếc xe rất là đáng để quý anh chị tham khảo. Mọi cái còn quá là tuyệt vời quý anh chị nhé. Cho đến từ phía hông sâu đấy ạ, mọi góc cạnh thì còn là nguyên chứ chưa phải thay thế. Tất nhiên là một chiếc xe thì tuốt tát về sơn si thì sẽ không tránh được quý anh chị nhé. Cốp thì cũng còn khá là mới, cũng chưa bị trầy xước nhiều, và mọi góc cạnh đấy ạ, còn khá mới quý anh chị nhé. Đó, cho nội thất hay là mọi cái lốp sơ cua thì vẫn còn theo xe và cũng đã hạ xuống chạy một lần rồi, một hai lần rồi quý anh chị nhé. Khá là ấn tượng cho một chiếc xe 2016 với khung tiền chỉ hơn 500 triệu. Thì đây là một chiếc xe có lẽ là rất là đáng để quý anh chị quan tâm và tham khảo. Chiếc xe thì vẫn được hỗ trợ trả góp ngân hàng lên đến 70% tổng giá trị xe. Thì nếu như quý anh chị có nhu cầu mua qua ngân hàng thì bên em sẽ hỗ trợ quý anh chị. Và cam kết với quý anh chị là chiếc xe này thì không bị đâm va mà không bị ngập nước. Máy móc keo chỉ mọi cái là nguyên theo nhà sản xuất chứ chưa phải thay thế hay là trung tu đại tu quý anh chị nhé. Thì mọi thắc mắc thì quý anh chị có thể gọi điện thoại trực tiếp cho em Trường theo số điện thoại trên màn hình để em Trường hỗ trợ tư vấn và giải đáp cho quý anh chị. Hẹn gặp lại quý anh chị tại Auto 62 ô tô gầm cao Hà Nội. Với địa chỉ kinh doanh bên em là 99 Trương Công Giai, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội quý anh chị nhé. Và bên em là một đơn vị chuyên ô tô gầm cao, vì vậy rất là nhiều những sản phẩm gầm cao, rất là nhiều những mặt hàng xe hot đang được bày bán bên em. Thì nếu như quý anh chị có nhu cầu thì hãy gọi điện thoại trực tiếp cho em Trường.